47 năm qua vẫn trống đánh xuôi kèn thổi ngược, 47 năm qua vẫn tiếp diễn việc trống đánh xuôi kèn thổi ngược, có nghĩa vẫn có sự tiếp tục hiện diện của hai phe. Phe chống lại bạo quyền độc tài Việt Cộng đối kháng với phái đoàn của chế độ Việt Cộng, một chế độ được mệnh danh là bạo quyền, độc tài và man rợ nhất trong lịch sử dân tộc Việt. Đây không phải chỉ là lần đầu tiên mà đã có cả hàng trăm lần xảy ra, mỗi khi có một tên cầm quyền Việt Cộng nào đi công du hải ngoại đều bị chính đồng bào, nhân dân của họ biểu tình, phản đối sự hiện diện của họ. Và đây là lần công du của Thủ tướng Việt Cộng Phạm Minh Chính đến Hoa Kỳ. Trước đó cũng có Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Phan Văn Khải, Võ Văn Kiệt hay bất cứ một nhân vật cầm quyền Việt Cộng cao cấp nào, và dù đi đến bất kỳ quốc gia nào cũng bị chính đồng bào Việt Nam biểu tình còn rượt đuổi, phải trốn chui, trốn nhủi, phải đi lén lút bằng cửa hậu, gọi là hậu môn. Các bạn hãy tưởng tượng xem sự kiện chống đánh xuôi kèn thổi ngược như thế này, làm sao bọn cầm quyền gặt hái được thành quả về ngoại giao, về thương mại? Lãnh đạo các quốc gia sở tại, họ cũng đặt một dấu hỏi trong đầu, bọn mày đi đến đâu, dân mày biểu tình đến đó, làm sao tao tin tưởng mày được? Câu hỏi quan trọng trên dành cho những nhà cầm quyền Việt Cộng phải trả lời. Vì anh cầm quyền, anh có khả năng đưa ra những chính sách hay những giải pháp thích hợp để xóa tan cảnh chống đánh xuôi kèn thổi ngược này. Thành ra tôi có thể khẳng định lỗi nằm ở nhà cầm quyền đê tiện, lưu manh, mất dạy, không muốn giải quyết. Lịch sử Hoa Kỳ cũng có nội chiến như ở Việt Nam. Sau khi tướng Grant thắng tướng Lee, ông ta không trả thù, không bắt giam một quân nhân thua trận mà còn phân phát thực phẩm, tiền bạc, ngựa. Điều quan trọng, lá cờ của phe thua trận vẫn còn hiện diện cho đến ngày nay. Hận thù của trên 600.000 người bị giết trong cuộc nội chiến đã được hóa giải. Lá cờ thua trận đã trở thành một lá cờ cho chứng tích lịch sử nội chiến của Hoa Kỳ. Nhờ thế Hoa Kỳ mới trở thành một dân tộc hùng mạnh như ngày hôm nay. Các bạn biết mà, nước Mỹ gồm nhiều chủng tộc khác nhau như Anh, Pháp, Ý, Đức, Mễ, Tây Ban Nha. Nhưng tinh thần của người thắng trận không có tư tưởng thắng làm vua, thua làm giặc như của bọn Việt Cộng. Theo huyền sử, người Việt gọi nhau là đồng bào vì có cùng chung một mẹ Âu Cơ sinh ra. Một bào thai 100 trứng, 100 con. Nhưng bọn Việt Cộng lại vô cùng độc ác khi nó theo chủ nghĩa cộng sản. Nó thắng, nó mang tư tưởng thắng làm vua, thua làm giặc nên nó có quyền làm vua. Nó bắt hàng triệu đồng bào, quân, dân, cán chính của Việt Nam vào những trại tù man dợ và giết chết với con số 200.000 người trong suốt vài chục năm tù, chết vì bệnh, tật, đói, rét. Bị bắn vào sau lưng. Có người còn phải ở tù suốt gần 38 năm như tù nhân thế kỷ đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Hữu Cầu. Trên 2 triệu đồng bào phải chịu đau khổ bỏ nước ra đi tị nạn. Tin tự do cũng vì nó, và 500.000 dân Việt chết trên biển Đông cũng vì nó. Nhiều lúc tôi không nghĩ rằng bọn Việt Cộng nó độc ác như thế. Nhưng vì đằng sau của bọn Việt Cộng là bọn giặc tàu phương Bắc, như tên gián điệp giặc tàu là Hồ Chí Minh, như lá cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến cũng của bọn giặc tàu. Bởi thế giặc tàu mới chiếm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ải Nam Quan, thác Bản Dốc, núi đất Lão Sơn, bãi Tục Lãm và gần 1.000 cây số vuông ở đường biên giới của Việt Nam ta. Nói chung bọn giặc tàu đang cai trị nước Việt Nam. Nó không cai trị trực tiếp Việt Nam nhưng gián tiếp cai trị qua những tên cầm đầu như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ. Sách giáo khoa cho trẻ em Việt Nam có in cờ giặc tàu, luật pháp Việt Nam đều được in bằng chữ tàu. Ở Đà Lạt còn xây dựng mô hình vạn lý trường thành của giặc tàu. 1.000 năm nô lệ giặc tàu đang được tiếp tục hình thành. Ai cũng rõ, nguyện vọng của đồng bào hải ngoại cũng là nguyện vọng của đồng bào trong nước. Chứng minh đơn giản, đồng bào hải ngoại cũng từng ở trong nước mà ra đi. Đồng bào trong nước làm sao dám nói thẳng nguyện vọng của mình với họng súng AK, roi điện và nhà tù trước mặt. Hãy thả ngay tất cả mọi tù nhân lương tâm là nguyện vọng chung của toàn dân. Tự do, dân chủ hóa đất nước cũng là nguyện vọng chung của toàn dân. Tôi có thể khẳng định chính xác như thế. Dễ dàng lắm.
Chỉ cần 30 giây thả ngay tất cả mọi tù nhân lương tâm sẽ xóa ngay 47 năm chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Nhưng chế độ Việt Cộng nó không làm được. Vì vòng kim cô của giặc Tàu đang chụp lên đầu con khỉ Tề Thiên gọi là chế độ Việt Cộng. Nếu tôi như Phạm Minh Chính, tôi sẽ mở ngay một hội trường ở Mỹ, mời đồng bào Việt Nam đến tham dự. Và đặt ngay những câu hỏi với đồng bào. Tại sao các anh biểu tình phản đối phái đoàn của chúng tôi? Các anh có phải là người Việt Nam không? Nguyện vọng của các anh là gì? Đó mới là một thủ tướng có bản lãnh, biết lo cho dân, cho nước. Đừng sợ vấn đề an ninh. Nước Mỹ có truyền thống rất tôn trọng những cuộc tranh luận debate. Tôi nhớ có một lần ông Phạm Minh Chính cũng đã tuyên bố muốn thách thức. Tranh luận về vấn đề nhân quyền mà. Tôi mong rằng ông hãy đủ can đảm để mở một hội trường. Nếu sợ quá thì ông Chính có thể mướn 10 an ninh để lo chẳng có bao nhiêu tiền. Đó mới là bản lãnh của một người lãnh đạo biết yêu nước thương dân, muốn xóa bỏ sự kiện chống đánh xuôi kèn thổi ngược trong suốt 47 năm qua. Ông Chính sẽ làm nên lịch sử. Tôi tuyên bố sẽ quý mến con người quả cảm của ông. Đừng trở thành những tên cầm quyền hèn hạ trong suốt 47 năm qua chạy trốn chui trốn nhủi khi đối diện với chính đồng bào của mình. Chạy như một bầy chuột nhục nhã lắm, hoặc phải đi vào cửa hậu gọi là hậu môn đấy.